Rồi, chào các bạn tiếp nha. Mấy em bé thỏ thời tiết nóng nóng quá, nó nằm nó ngủ, nó thở quá trời thở các bạn. Tội nghiệp nó, cho nó rau vô nó tập ăn đó. Mà nó ăn ít lắm các bạn, bé quá bé mà. Hôm nay là được 18 ngày rồi, được 18 ngày rồi. Thấy ông Năm bé đẹp không? Mình phải lót chuồng các bạn, tại vì những cái lỗ này nó lớn quá, nó lọt vô đây nó sẽ chết ha, kẹp nó chết ngắt, phải lót lại. Mà thời tiết quá nóng đi, tầm từ 10 giờ trở đi là bắt đầu nóng rồi, đỉnh điểm là 12 giờ đến 2 giờ chiều. Thời tiết hôm nay dự báo là cao nhất là 36 độ đó. Bây giờ là chắc giảm bớt rồi, còn khoảng 35-34 độ. Bây giờ là 5 giờ rưỡi, 5 giờ rưỡi ngày 22 tháng 4 thứ bảy. Và năm em này vẫn còn đang ngủ rất là say. Cách đây 1-2 tiếng là thở rất là nhiều, nắng nóng quá nóng. Để rau vô nó tập ăn đó. Mấy ngày nay rồi ăn ít lắm, chủ yếu là bú sữa với mẹ thôi. Ráng một ngày cho bú 2 cứng các bạn, chút xíu này cho bú à. Mẹ nó nè, thở cũng quá trời quá đất, dính phần lên nè. Ba nữa nè, để rau đây cho nó cứ kẹp rau cho nó mát á, nằm cho nó mát á. Nó ăn rau mà nó không có uống nước luôn. Mẹ nó cũng vậy, nó ăn rau nó có nước trong đó, nó không uống nước miếng nào. Cho nên để cái ca nước trong đó. Rau muống nó còn nguyên một bịch, ăn ít lắm, nóng quá nóng. Quá trời nóng, đổ mồ hôi hồn, mới tắm xong. Đầu quá trời đau. Rồi cập nhật clip của năm em cho các bạn xem. Đợt này có một em giống cha, em trong đó đó, em trong đó giống ba nó, mắt đen và đốm đốm, đốm đen ha. Còn lại là bốn em này, 1, 2, 3, 4, bốn em này giống mẹ, mắt đỏ trắng tinh, không có một vết đen nào. Cứ có vết đen như là giống ba là con đó. Đợt này được 5 em ha, có vẻ như mình phối sớm quá đó, phối 14 ngày là phối rồi, 14 ngày sau đẻ ha, tức là cái đàn này được 14 ngày là mình cho phối rồi. Và phối sớm như vậy đó, cho nên là xác suất rồi. Còn cái 5 con này, cái đợt trước nó đợt trước là 6 con chết 1 con, đợt này là 5 con, không biết đợt tiếp theo này là mấy con. Mình phối rồi, hôm nay được 4 ngày rồi. Được 4 ngày đó các bạn, không biết có đậu hay không thì cái này tính tính tiếp ha. Đã phối bao nhiêu lần rồi đó, không biết là đợt này nó đẻ bao nhiêu con đó, có 5 con rồi, giống ba rồi. Rồi chào các bạn nha.